chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ôn luyện bài thi các tình huống mô phỏng lái xe một cách dễ hiểu dễ nhớ nhanh thuộc thao tác chính xác và tiết kiệm thời gian ôn luyện các bạn bật youtube lên gõ từ khóa len keng nhấn vào bộ lọc nhấp chọn kênh nhấp chọn kênh len kênh này khi kênh của mình đã được mở ra các bạn nhấp chọn vào video muốn xem ví dụ mình chọn video này Nếu có thời gian, các bạn nên xem hết video để ủng hộ mình nhé. Bây giờ, các bạn cùng xuống phần mô tả bên dưới. Khi muốn xem nhanh một tình huống nào, các bạn nhấp chuột vào mốc thời gian của tình huống đó. Các bạn xem qua các ví dụ như sau. Nhấp vào đây để truy cập tình huống số 32. nhấp vào đây để truy cập tình huống số 36. Nhấp vào đây để truy cập tình huống số 39. Sau khi đã xem qua các tình huống trên video, chúng ta trở lại phần mô tả. Nhấp vào đường link hình ảnh tham khảo để tải về. Nhấp chuột phải file vừa tải về và chọn cắt. di chuyển đến một nơi thuận tiện. Ở đây mình chọn ổ e. Tạo một thư mục mới. Đặt tên cho thư mục. Nhấp đúp vào thư mục vừa tạo. Chuột phải và dán vào. Tiến hành giải nén Xong, có thể xóa file này đi. Như vậy là chúng ta đã di chuyển, giải nén và lưu xong thư mục hình ảnh tham khảo vào ổ e. Bây giờ, chúng ta bắt đầu chuyển sang các bước thực hành. Chúng ta quay trở lại giao diện YouTube. Các bạn nhấp đúc chuột phải lên màn hình video. Rồi nhấp chọn chế độ hình trong hình, để thu gọn màn hình xuống phía dưới. Và thoát trình duyệt để bắt đầu thực hành. Chúng ta vào ổ e. Nhấp đúp vào thư mục hình ảnh tham khảo. Nhấp đúp để mở một hình ảnh. tạm thời thoát xuống phía dưới. Và tắt phần này đi. Tiếp theo, chúng ta mở phần mềm ôn tập mô phỏng lên. Chọn chương cần ôn luyện. Chọn tình huống cần thực hành. Ví dụ, ở đây mình chọn tình huống số 32. Trước khi cho video khởi chạy, chúng ta phải xem trước hình ảnh tham khảo. Mở thư mục hình ảnh tham khảo có sẵn ở phía dưới lên. Chọn đến tình huống số 32 để xem và ghi nhớ. Thoát thư mục này xuống dưới. Nhấn play cho video khởi chạy và theo dõi. khi thấy thời điểm video chạy đến vị trí đã ghi chú trong hình ảnh thì lập tức nhấn phím cách xin chúc mừng Các bạn tiếp tục thực hành lặp lại từ 5 đến 10 lần cho thuần thục nhé. Lưu ý khi muốn thực hành lặp lại tình huống, các bạn phải nhấn chuột chọn vào một tình huống khác. Sau đó mới trở lại, nhấp chọn vào tình huống muốn thực hành lặp lại. Rồi nhấn play cho video khởi chạy. Như vậy thì phần kết quả của lần thực hành trước đó mới được xóa đi. Sau khi thực hành thuần thuộc một tình huống, các bạn tiếp tục nhấn chọn sang tình huống khác và thực hiện các bước tương tự. Ví dụ, tiếp theo chúng ta chọn tình huống số 36. Bước 1. Ở màn hình nhỏ. Nhấn vào Back tu Tab để chuyển sang màn hình lớn. nhấp vào mốc thời gian tình huống 36 trong phần mô tả. Xem qua video. Xem xong, nhấp đúc chuột phải. Chọn chế độ, hình trong hình. Thoát trình duyệt YouTube. Bước 2. Mở hình ảnh tham khảo có sẵn ở bên dưới lên. Chuyển đến tình huống số 36. Xem chi tiết và ghi nhớ. Thoát hình ảnh xuống bên dưới. Nhấp Play cho video khởi chạy. theo dõi tình huống và luôn sẵn sàng để kịp thời nhấn phím cách khi đến thời điểm xin chúc mừng các bạn tiếp tục thực hành lặp lại từ 5 đến 10 lần cho thuần thục nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.